Xin chào toàn thể anh em, hôm nay là ngày 31 tháng 7 năm 2019. Cửa hàng điện tử Hoàng Nguyễn, địa chỉ ở chợ Sát Hải Phòng, tiếp tục lên sóng giới thiệu đến các anh em một bộ ghép nhạc bao gồm một đôi loa Onkyo có model là 2000X monitor. Mình đang phối ghép cùng với một chiếc âm ly Sansui sọ 707 LSCHA. Con Sansui 707 LSCHA này thì hàng Nhật, hệ 100V, có hai hồi gỗ. Dòng mặt gương có hai hồi gỗ. Con này công suất của nó rất là lớn, 330W, và đánh được những cái dòng loa khó tính từ 4 ohm đến 6 ohm. Con Sansui này về trong tình trạng đẹp xuất sắc, chạy 8 đèn than và nó đánh được rất nhiều những dòng loa của Nhật, Mỹ, châu Âu, Đông Bắc 30-40. Mình đang phối ghép cùng một đôi loa Onkyo 2000X monitor. Con này sử dụng một bass 30 màng carbon, một loa trung tôm rất là lớn và một loa chép đôm. Chất âm của em này thì quá là hay luôn, có thể kết hợp hai trong một là vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Dòng này thì nó chơi được đa thể loại nhạc, nhạc vàng, nhạc chậm, nhạc mạnh, nhạc gì cũng chơi được hết ạ. Mình xin nó lấy qua về thông số thì cái đôi Onkyo này có cân nặng là 43kg một chiếc. Nó có chiều cao là 73,2, chiều sâu là 39,6 và chiều rộng là 41,8. Hàng về trong tình trạng đẹp xuất sắc, hình vuông thành các cạnh, không bể lở gì nhé. Công suất của nó là 250W. Mình đang ghép vào chiếc âm ly này thì đánh rất là hay luôn. Đôi loa này mình đang bán với giá là dưới 28 triệu. Còn con âm ly 707 nói cha này thì giá dưới 18 triệu một chút. Anh em có thể mua cả bộ hoặc mua rời. Ưng mẫu nào thì có thể gọi điện đặt hàng theo số điện thoại 0979 918996, địa chỉ mình ở chợ Sát Hải Phòng và nhận giao hàng toàn quốc. Tất cả những sản phẩm mình bán ra đều không bao ship. Anh em mua hàng thì có thể cọc tiền cho mình, sau đó cho mình địa chỉ mình ship đến tận nơi. Bên mình thì còn rất nhiều những sản phẩm âm ly ra đầu đĩa các bạn. Hàng rất là nhiều mình không thể úp lên được, nên anh em cần cái gì thì có thể gọi điện trực tiếp. Và nhớ ấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Khi có hàng về thì mình úp lên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.